Xin chào các bạn. Trong nội dung của video hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn cách thiết kế một tờ bìa catalog trên phần mềm Adobe Photoshop. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ khởi động phần mềm Photoshop lên và hướng dẫn các bạn thiết kế cái tờ bìa catalog này. Trước hết thì chúng ta sẽ khởi động phần mềm Photoshop lên. Ở đây tôi sẽ chọn file và chọn new. Ở đây chúng ta sẽ chọn chế độ là print và tôi sẽ lấy một cái khổ giấy A4 để thiết kế cái này. Chúng ta chọn cái màu là CMYK để chúng ta in ấn và tiếp đó chúng ta nhấn create để thiết lập cái khổ giấy này. Trước hết là tôi sẽ vẽ ra đây một cái màu nền. Cái nền này thì chúng ta lấy toàn bộ cái này. Đấy. Để cho nó vừa khít với cả cái nền cũ của nó đấy. Với cái nền này thì chúng ta lấy cái màu của nó cũng là lấy màu trắng thôi, chứ không có gì nghiêm trọng ở đây cả. Đấy, sau khi mà xong cái nền này rồi thì bây giờ tôi sẽ play vào đây một cái hình ảnh. Đây là một cái hình mẫu mà tôi đã download ở trên mạng xuống. Chúng ta cho nó nhỏ lại một chút để cho nó cân với cả cái background này. Thì chúng ta chọn cả hai cái này, nhấn Ctrl để cho nó vào giữa này. Click vào đây thì chắc chắn là nó sẽ vào giữa ngay. Và lúc này chúng ta sẽ click để kéo cái này xuống. Chúng ta nhấn vẫn giữ phím Shift để kéo cho nó thẳng. Đấy, chúng ta lấy từ đây thôi. Đấy. Đấy, sau khi xong rồi thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ rectangle này để chúng ta sẽ cắt bớt cái hình ảnh này đi. Đấy, chúng ta cắt đến khoảng này. Yeah. Và chúng ta kích vào cái lớp mặt nạ đây. Đấy, sau này chúng ta muốn lấy thêm hoặc như nào đó thì nó rất dễ dàng và đơn giản. Đấy. Tiếp đó ở cái lớp background, ở cái lớp mà trên lớp rectangle này, tôi sẽ vẽ tiếp vào đây một cái hình vẽ nữa. Đấy. Chúng ta cố gắng lấy được khoảng 2/3 cái hình này. Đấy, chúng ta vẽ đây. Chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó vừa khít nhé. Ok, như vậy là được rồi. Sau khi xong chúng ta nhấn Enter thôi. Đấy. Và ở đây với cái màu sắc này thì chúng ta sẽ lấy cái màu ở bên trong này. Ví dụ cái màu áo này nó thông dụng nhất này, thì chúng ta sẽ lấy nó vào cái màu kiểu như này. Hoặc là có thể mà lấy cái màu nâu, hơi nâu sang bên này một chút. Chúng ta cho nó sáng, hơi sáng một tí. Đấy, tầm kiểu như này. Đấy. Như vậy là chúng ta đã được cái hình này. Bây giờ với cái hình này thì các bạn có thể chọn image và chúng ta chọn vào đây là Hue Saturation này. Và có thể chúng ta sẽ tăng cái màu này lên chút này cho nó rực rỡ hơn tí, đúng không? Nó hồng hào hơn, nhìn cái bức ảnh thì nó sẽ rực rỡ hơn. Cho nó tối màu lại này thì chẳng hạn, như vậy thì cái hình ảnh nó sẽ nổi bật hơn. Tiếp đó thì chúng ta sẽ gõ chữ vào đây thôi. Đây chúng ta ghi đây là product. Đấy. Chữ này các bạn nhấn Ctrl T để mở rộng cái chữ này ra, to ra một chút này. Đấy, tầm này product này. Chúng ta lấy cân với cái hình ảnh nhé. Đấy, hình mẫu và hai cái này nó phải cân nhau này, cho nó sang bên trái này, được chưa? Đấy, ok rồi. Tiếp đó thì ở bên dưới này chúng ta sẽ gõ cái chữ là catalog. Với cái chữ catalog ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái phông chữ ở đây là phông chữ Roboto. Và ở đây tôi sẽ lấy đậm lên. Chúng ta lấy kiểu dạng black đi thì nó sẽ đậm hơn. Chúng ta nhấn Ctrl T để cho cái chữ này nó to lên. Ở đây thì cái này chúng ta để bình thường thôi, để không thôi. Không cần cho nó dài chữ quá. Ok, như vậy là chúng ta đã có cái chữ này rồi. Tiếp đó thì chúng ta sẽ thêm một cái dòng chữ nhỏ nhỏ ở bên dưới này. Đấy, cái chữ này thì chúng ta sẽ chọn cái kiểu chữ là Quicksand này. Cái chữ rất là thông dụng của Google. Và ở đây chúng ta cho auto để cho các cái hàng của nó chuẩn. Ở đây thì có thể là các bạn sẽ bỏ bớt đi. Cái chữ này thì chúng ta cứ xóa đi, bởi vì cái chữ này thì sau này chúng ta bỏ bớt đi thì mà chúng ta không làm gì cái dòng chữ này cả. Chúng ta cho luôn cái dòng product này xuống này. Có thể cho cái chữ này nó dài ra. Đấy, tức là chữ mỏng đi ăn với cả chữ dày ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn cái dòng này thì chúng ta sẽ cho lui lên một chút thôi. Và cả ba cái dòng này chúng ta nhấn phím shift và chọn cả ba này. Chúng ta đưa lên trên này chút để cho nó cân đối giữa khoảng cách ở đây với khoảng cách ở đây thì nó tương đối bằng nhau là được. Đấy, sau khi xong chúng ta sẽ play vào đây, tức là chúng ta embed vào đây cái logo nhá. Tôi sẽ chuẩn bị một cái logo đây rồi. Đấy, logo này thì để nó hơi to, chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại lên trên này. Đấy, với cái logo này thì cũng giống như cái bên kia thì chúng ta kích chọn cả hai cái này và chúng ta đưa nó sang bên phải. Đấy, cho nó vừa với cái này này. Có thể cái logo này chúng ta cho to ra chút. Đấy. Và cái logo này với cả cái dòng chữ product này nó phải cân nhau. Đó. Nó đẩy mất chữ product lên cho nên chúng ta cho lui xuống một tí. Đấy. Để nó cân. Đấy, cái thằng này nó vẫn nhảy lên. Tôi cho nó theo bên này luôn này. Rồi. Chúng ta có thể lấy cái mẫu này, tôi lấy chẳng hạn như là catalog. Đó, catalog này đúng không? Là chúng ta có cái mẫu này. Bây giờ cái phông chữ này các bạn có thể đổi. Đấy, chẳng hạn như tôi đổi nó theo cái phông cái chữ này chẳng hạn. Ok này, đúng không? Và cái chữ catalog này chúng ta có thể lấy theo cái phông màu đỏ. Đúng không? Đấy, còn cái dòng này thì chúng ta vẫn giữ nguyên. Như vậy là một là cái chữ thì chúng ta lấy theo cái phông ở bên dưới này, tức là màu này hoặc là màu đen. Hai là chúng ta có thể lấy là màu đỏ bên này. Đấy, tùy theo tình huống thì các bạn thấy cái nào nó đẹp thì chúng ta lấy ở đây. Ví dụ như tôi sẽ để cái màu catalog này nó sẽ màu hơi xám như này thì đẹp hơn. Hơi xám như thế này. Chúng ta không để cái gì đen xì ở đây cả. Đấy, chúng ta lấy luôn theo cái màu này. Đấy, như vậy là rất đơn giản, chúng ta có thể vẽ ra một cái catalog. Tôi lưu lại này. Và chúng ta sẽ lưu lại nó dưới dạng ảnh JPEG nhé. Để mắc lên. Ok này. Và bây giờ chẳng hạn như các bạn muốn gửi cái sản phẩm này cho khách hàng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm cho nó đẹp hơn bằng cách là chúng ta vẫn chọn cái này sản phẩm này. Gửi nhé. Đấy, khi mà chúng ta gửi cho khách thì chúng ta sẽ tăng cái này lên nhé. Chẳng hạn chỗ này 210 thì chúng ta sẽ tăng nó lên khoảng 300 đi. Còn 297 ở đây thì tôi sẽ cho nó khoảng 320 đi, đúng không? Và chúng ta click ở đây này. Đấy, sau đó là các bạn chọn vào đây, chúng ta play embed cái hình ảnh mà chúng ta vừa thiết kế xong đấy, cho nó vào đây. Ok nhé. Đúng không? Bởi vì là cái màu nền này thì chúng ta có thể chúng ta cho delete này. Đấy, để cho nó đậm như này cũng được. Và chúng ta dùng cái công cụ này, bởi vì cái trên này chúng ta lấy thoáng thôi, còn cái này chúng ta cho nó vui lại. Đấy, thì nó sẽ nhìn, khi mà các bạn nhìn vào cái hình ảnh này thì bao giờ nó cũng sẽ nổi bật hơn rất nhiều so với cả cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta gửi cho khách hàng ấy, thì chúng ta để cái này kiểu như này thì nhìn nó sẽ nổi bật hơn là một cái hình ảnh chúng ta chỉ có mỗi một cái catalog như này, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ cho nó một cái lớp drop shadow. Đấy, các bạn nhìn ở đây, nhìn nó cái hình ảnh catalog của các bạn nó sẽ rất là nổi bật lên đây. Chúng ta có thể tăng độ opacity lên tí. Đấy. Đấy, như này là được rồi. Đấy, ngoài ra thì khi mà gửi cho khách hàng thì các bạn có thể tạo ra một số các make up để chúng ta đưa cái product catalog này vào, và khi mà chúng ta để kiểu hình như này khá là đẹp mắt, đúng không? Chẳng hạn như ở đây tôi có thể cho thêm một cái lớp màu nữa nhé. chẳng hạn như là tôi sẽ lấy một cái hình, một cái nền ở đây, tôi có một cái nền kiểu như này. Đấy là mở rộng nó ra, có thể lui nó ra đây tí nữa, đấy như này cũng được. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ hòa trộn với một cái lớp multiply. Ở đây chúng ta để multiply hoặc là skin, xem chúng ta xem cái lớp nào nó hợp lý thì chúng ta để vào đây nhá. Đây chúng ta để multiply đi, và tôi giảm độ opacity xuống. Đấy. Hoặc là chúng ta có một cái nền khác chúng ta đưa vào đây, thì cái mục tiêu khi mà chúng ta đưa nền vào ấy, chỉ để nhằm mục đích là làm cho nổi bật cái sản phẩm mà chúng ta đã thiết kế ở trên hình. Đấy, các bạn nhìn giữa hai cái hình ảnh ở đây, cái hình ảnh mà chúng ta thiết kế ở đây và khi mà một hình ảnh mà chúng ta gửi cho khách và chúng ta làm theo kiểu như này thì bao giờ nhìn nó cũng sẽ nổi bật hơn. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách thiết kế một tờ bìa catalog trên phần mềm Adobe Photoshop. Chúng tôi rất là hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ rất hữu ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.